Phương Thanh vui vẻ hội ngộ vợ chồng Khánh Thi. Lần hiếm hoi xuất hiện ở sự kiện, giọng ca chống vắng diện đầm nữ tính, đầu đội mũ che mái tóc cạo chọc trong chuyến tu tập ở Ấn Độ. Sáng ngày 9 tây tháng 11, Phương Thanh tham dự buổi ra mắt cuộc thi tìm kiếm người mẫu thể hình Việt Nam 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giọng ca chống vắng sẽ đảm nhận vai trò giám khảo. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện ở sự kiện kể từ khi xuống tóc trong chuyến tu tập tại Ấn Độ. Tại buổi gặp gỡ báo chí, Phương Thanh vui vẻ hội ngộ vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển. Nữ kiện tướng Đen Bót được ông xã trẻ tuổi tháp tùng. Cô sẽ ngồi ghế nóng cùng Phương Thanh đồng hành cùng cuộc thi. Phan Hiển Khánh Thi tình cảm trên hàng ghế VIP. Khánh Ngân trong trang phục won xuyên thấu cùng Ngọc Tình tham dự sự kiện với vai trò khách mời. Phan Thị Mơ diện bộ cánh lầu nơi y góp mặt ở buổi gặp gỡ truyền thông. Hiện top 5 Hoa hậu Việt Nam đang bận rộn với lịch quay phim ngoại tình với vợ. Hoa hậu Đại Dương Đặng Tu Thảo, người mẫu Kim Duyên và Phan Thị Mơ thân thiết ở sự kiện. MC Anh Quân đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Cuộc thi người mẫu thể hình Việt Nam tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp thể hình trong thể thao, bao gồm cả nam và nữ. Thông qua cuộc thi, các thí sinh sẽ giới thiệu và quảng bá các hoạt động tập luyện thể hình. Vòng sơ tuyển tổ chức tại Hà Nội ngày 25 tây tháng 11 và thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tây tháng 11. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!